Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem hệ thống camera này thông qua Internet. Thì chúng ta phải biết được IP WAN của đường truyền mạng chúng ta. Chúng ta vô cb.com.net ha, để chúng ta coi được IP WAN. Đây, IP WAN của chúng ta đó là 19.171.227.246.74 nè. Rồi chúng ta mở cái IO lại. Thay vì chúng ta coi bằng IP LAN nè, chúng ta đánh bằng cái IP WAN này. Đó là 171 nè, 227 nè, 246 nè, 74 nè, 182 giống như kia. Đó. Chúng ta lúc này chúng ta đăng nhập bằng IP mới thì chúng ta phải login tài khoản là ha, username lại, login. Đây. Chúng lúc này hệ thống của chúng ta đang xem bằng cái IP WAN. Nhưng do cái IP WAN là một cái số khó nhớ. Do đó chúng ta phải cần thay đổi cái IP WAN này thành một cái tên miền nào đó để cho dễ nhớ hơn, để người dùng có thể truy cập được. Do đó chúng ta nhờ cái dịch vụ đó là Novi. Chúng ta vô trang Novi nè. Đó. Nếu chúng ta chưa có tài khoản chúng ta lên set up ha, còn đây có tài khoản rồi thì chúng ta đăng nhập bằng tài khoản. Và khi chúng ta set up á, thì nó sẽ gửi cái mail kích hoạt vô cái email của chúng ta click vô cái đường link trong cái email để chúng ta kích hoạt. Rồi, sau khi kích hoạt xong thì chúng ta đăng nhập lại vô Novi ha. Rồi chúng ta vô DNS nè. Dynamic DNS nè. Chúng ta no IP host nè. Chúng ta new, chúng ta li hot để chúng ta tạo cái tên miền đó. Ở đây mình đặt tên là Hoàng Dũng nè, 123 nè. Rồi đuôi đi DNS mặc định nó chọn ha. Đây IP của mình nó tự động nhớ qua, nó bắt cho mình. Rồi chúng ta li hot. Ok, sau khi chúng ta tạo xong chúng ta phải khai báo cái tên miền này, chúng ta copy nó ha. Chúng ta quét cái tên miền này, chúng ta copy, chúng ta vào cái modem của chúng ta, chúng ta vô phần Dynamic DNS dưới đây nè. Đó. Chúng ta đăng nhập lại tài khoản của Novi vô đây. Các bạn lưu ý là đăng nhập tài khoản Novi nha. Đó, username password nè. Đăng nhập cho đúng username password và cái domain này đó. Rồi chúng ta click enable nè, chúng ta login nè để chúng ta đăng nhập vô hệ thống cho cái modem nó hiểu cái domain đó. Rồi, sau khi khai báo xong thì lúc này chúng ta chuyển qua IO. Thay vì chúng ta coi bằng IP WAN này thì chúng ta sẽ coi bằng cái domain mà nãy chúng ta mới vừa add xong. Rồi, bọt. Này, lúc này hệ thống chúng ta đăng nhập lại ha. Chúng ta coi qua cái tên mới hoặc là cái IP mới thì chúng ta phải đăng nhập lại. Rồi, lúc này chúng ta coi được hệ thống của chúng ta thông qua internet bằng cái tên miền. Đó, cái tên miền này dễ nhớ hơn, dễ nhớ cho người dùng.